câu chuyện bắt đầu vào một đêm mưa tầm tã. Nữ chính là Jess, một cô gái trẻ đang lái xe một mình đến một thị trấn nhỏ. Cô có hẹn phỏng vấn với một công ty mới vào ngày mai, và phải thuê một căn hộ gần đó để ở qua đêm. Theo lời chỉ dẫn trên trang web thuê nhà, chìa khóa sẽ được đặt trong chiếc hộp treo trước cửa. Thế nhưng khi đến kiểm tra, Jess lại không tìm thấy chiếc chìa khóa đâu. Lúc này đã là nửa đêm, trời mưa nặng hạt nên xung quanh cũng không một bóng người. Trong lúc cô gái chưa biết phải làm gì, bỗng phát hiện trong nhà có mở đèn. Thử đến bấm chuông thì gặp được một chàng trai. Cậu ta tên là Kate, bảo rằng mình là người đã thuê ngôi nhà này hôm qua. Jess cố gắng giải thích rằng có thể trang web thuê nhà đã bị lỗi, khiến bọn họ thuê phải cùng một nơi giống nhau. Biết rằng không thể thay đổi, Jess thử lên mạng tìm kiếm những nhà nghỉ gần đây. Thế nhưng cậu thanh niên bảo rằng trong thành phố đang diễn ra một lễ hội lớn, nên việc còn phòng trong lúc này gần như là điều không thể. Nhìn thấy cô gái không còn chỗ nào để đi, Kate tốt bụng bảo rằng sẽ nhường cô phòng ngủ bên trong, còn mình sẽ ra ngoài ghế sofa. Cô gái ban đầu tỏ vẻ cảnh giác, không muốn ở chung với người lạ, thế nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Trước khi về phòng, Kate đã mời Jess một vài ly rượu và cố gắng bắt chuyện với cô. Jess bảo rằng mình làm trong lĩnh vực điện ảnh, ngày mai có hẹn phỏng vấn với một nữ đạo diễn cho dự án sắp tới. Cậu thanh niên nghe xong thì bất ngờ tiết lộ rằng mình cũng là một trong những thành viên của đoàn làm phim. Điều này khiến cô gái vô cùng ngạc nhiên, không tin rằng có thể gặp đồng nghiệp ngay tại đây. Những nghi ngờ về cậu thanh niên nhanh chóng biến mất. Cả hai vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau cả đêm. Bọn họ uống đến khi say và còn đùa giỡn với nhau. Sau khi xong xuôi, Jess yên tâm về phòng đi ngủ. Thế nhưng khuya hôm đó, cô gái bỗng giật mình thức giấc, phát hiện cửa phòng đã bị ai đó mở toang. Nhìn thấy Kate đang ngủ ngoài ghế sofa, Jess vội vàng đến đánh thức, hỏi rằng có phải cậu ta vừa mở cửa phòng mình không? Thế nhưng cậu thanh niên nói rằng mình không có. Cô gái cảm thấy kỳ lạ nhưng đành quay trở về phòng. Sáng hôm sau, Jess ngủ dậy thì phát hiện Kate đã rời đi trước, còn để lại mảnh giấy bảo rằng chiều nay gặp lại. Cô gái vui vẻ lái xe vào trong thành phố. Khi đang trên đường đi, Jess mới để ý rằng thị trấn này đã bị bỏ hoang từ lâu, xung quanh không một bóng người. Đường xá và nhà cửa đều bị xuống cấp, như thế rất lâu chưa từng ai đặt chân đến. Cô gái không suy nghĩ nhiều, liền lái xe đến gặp nữ đạo diễn. Buổi phỏng vấn sau đó diễn ra suôn sẻ. Đến khi nữ đạo diễn hỏi về địa chỉ nhà của Jess, cô gái bảo rằng mình thuê nhà ở gần đây. Nghe thấy tên thị trấn, người phụ nữ liền tỏ vẻ kinh ngạc. Cô ta khuyên Jess tốt nhất đừng nên ở thị trấn đó, mà hãy mau tìm một nơi khác. Cô gái không hiểu lý do vì sao, đến khi vừa lái xe quay về, bất ngờ gặp phải một người đàn ông lạ mặt. Ông ta nhìn thấy Jess liền lập tức lao đến, liên tục đập cửa la hét, bảo cô không được ở ngôi nhà này. Jess vô cùng sợ hãi liền gọi điện báo cảnh sát, thế nhưng do trong thành phố đang có lễ hội, nên bọn họ rất bận rộn chưa thể cử người đến ngay lúc này. Cô gái nhìn xung quanh ngôi nhà, sau khi chắc rằng người đàn ông kia đã rời đi thì mới tạm yên tâm. Jess sau đó vào toilet để giải quyết nỗi buồn. Chợt phát hiện trong nhà đã hết giấy, cô gái bèn xuống tầng hầm để tìm. Tuy nhiên sau khi tìm thấy, vừa quay trở lên thì cửa tầng hầm bất ngờ đóng sầm lại, nhốt cô gái bên trong. Điện thoại lúc này để ngoài phòng khách, Jess không thể gọi người giúp đỡ. Cô bèn tìm xung quanh căn hầm, phát hiện một cửa sổ thông gió. Tuy nhiên sức của cô gái không thể mở nó ra từ bên trong. Jess sau đó bỗng tìm thấy một sợi dây thường kỳ lạ. Khi vừa kéo sợi dây, trước mặt cô xuất hiện một căn phòng bí mật, bên trong tối đen như mực. Jess cảm thấy lo lắng nên không muốn bước vào. Tuy nhiên vì bản tính tò mò, cô gái bèn nghĩ ra ý tưởng, sẽ dùng tấm gương để phản chiếu ánh sáng vào căn phòng. Jess sau đó từ từ bước vào trong, phát hiện nơi này là một hành lang rất sâu, ở cuối dãy có một căn phòng. Khi vừa bước vào, cô gái nhận thấy căn phòng này không bình thường. Có một chiếc máy ảnh và một chiếc giường cũ kỹ, dường như có ai đó đã từng bị nhốt ở đây. Lúc này bất ngờ cậu thanh niên Kate đã quay trở về. Jess liền đập cửa kêu cứu. Sau khi thoát khỏi căn hầm, cô gái vô cùng sợ hãi, bảo rằng ngôi nhà này rất kỳ quái. Cô không muốn ở lại đây thêm mà quyết định sẽ rời đi. Tuy nhiên cậu thanh niên liền ngăn cản, cho rằng có thể đó chỉ là một căn hầm bị bỏ hoang từ lâu, còn quyết định sẽ một mình xuống đó kiểm tra cho cô gái an tâm. Kate sau đó biến mất. 10 phút, 20 phút trôi qua, vẫn không nghe thấy tiếng động gì từ cậu ta, Jess bắt đầu lo lắng, bèn bước xuống dưới tìm kiếm. Cô gái đi vào trong căn phòng bí mật, thế nhưng không tìm thấy cậu thanh niên ở đâu. Trong lúc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng dưng Jess phát hiện bên trong căn phòng bí mật, còn có một cầu thang khác dẫn sâu xuống lòng đất. Từ bên dưới vang lên tiếng kêu cứu của cậu thanh niên. Jess vô cùng sợ hãi, thế nhưng vẫn từ từ bước xuống, phát hiện nơi này giống như một nhà tù, có những chiếc lồng sắt như bắt nhốt ai đó. Kate sau đó chạy đến, gương mặt hoảng sợ bảo rằng có thứ gì đang ở dưới này, nó vừa cắn chân của cậu ta. Jess vô cùng lo lắng, muốn rời khỏi căn hầm này ngay lập tức. Thế nhưng chưa kịp nói xong, bất ngờ có một sinh vật từ trong bóng tối lao đến, chụp lấy đầu cậu thanh niên và đập liên tục vào tường, khiến cậu ta đăng xuất ngay lập tức. Sinh vật sau đó lộ diện là một người đàn bà với thân hình vô cùng to lớn. Chuyển cảnh vài tuần sau đó, có một người đàn ông đang lái xe trên đường.
Ông ta là Jacob, cũng chính là chủ nhân của ngôi nhà đáng sợ kia. Jacob là một phi công nổi tiếng, nhưng hiện tại đang vướng vào một vụ kiện tụng. Một nữ đồng nghiệp đã tố cáo ông ta hãm hiếp mình. Nếu vụ này bị phanh phui, Jacob có thể sẽ mất luôn sự nghiệp. Thế là ông ta tìm mọi cách để nhờ luật sư giải quyết chuyện này. Luật sư đồng ý, nhưng kèm theo đó là một khoản tiền không nhỏ. Jacob không còn cách nào khác, đành phải bán đi ngôi nhà đang cho thuê của mình. Ông ta đến văn phòng để lấy chìa khóa, sau đó một mình lái xe chạy đến chỗ ngôi nhà, phát hiện trước cửa có một chiếc xe đang đậu. Đi vào bên trong, nhìn thấy vòi nước vẫn chảy, trong phòng ngủ còn có những chiếc vali. Nghĩ rằng người cho thuê vẫn chưa rời đi, Jacob liền gọi điện cho bên dịch vụ thuê nhà. Thế nhưng bọn họ bảo rằng hợp đồng của vị khách cuối cùng đã kết thúc từ 2 tuần trước. Jacob không biết những chiếc vali này của ai, thế nhưng ông ta cũng không quan tâm lắm. Sáng hôm sau khi vừa ngủ dậy, đang ăn sáng thì nghe thấy tiếng động dưới tầng hầm. Nghĩ rằng có người bên dưới, Jacob liền yêu cầu bọn họ lộ diện, thế nhưng lại không có ai xuất hiện. Người đàn ông quyết định cầm dao bước xuống kiểm tra. Ông ta sau đó phát hiện ra căn phòng bí mật bên dưới tầng hầm. Jacob tỏ ra vô cùng hào hứng. Nếu một căn nhà có tầng hầm bí mật, có thể giúp giá bán của nó tăng cao. Người đàn ông sau đó vui vẻ cầm thước đo, bước xuống tầng hầm để đo diện tích. Khi vô tình phát hiện ra chiếc cầu thang bí mật, ông ta lại càng thích thú hơn nữa. Người đàn ông cứ thế bước xuống, không biết rằng thứ chờ đợi phía trước vô cùng đáng sợ. Bên dưới lòng đất, Jacob nhìn thấy một căn phòng vô cùng hôi hám. Bên trong có một chiếc tivi và những mảnh quần áo rách nát. Trong lúc chưa biết căn phòng này của ai, đột nhiên cây thước trên tay ông ta bỗng chuyển động như có ai vừa giật lấy. Jacob nhìn qua thì kinh hãi khi thấy một người đàn bà cao lớn. Ông ta lấy hết sức bỏ chạy, nhưng bất ngờ lại rơi xuống một cái hố. Nó dường như là một chiếc lồng, để người đàn bà nhốt những nạn nhân bên dưới. Lúc này Jess bất ngờ xuất hiện, thì ra cô gái vẫn còn sống và đang bị nhốt. Cô ta bảo Jacob rằng, nếu muốn sống thì đừng làm trái ý của người đàn bà, đừng khiến bà ta tức giận. Lúc này người đàn bà phía trên từ từ đưa một bình sữa xuống. Jess không suy nghĩ liền há miệng uống hết chúng. Cô ta yêu cầu Jacob hãy làm điều tương tự. Thế nhưng ông ta vì quá sợ hãi nên đã không làm theo. Người đàn bà tức giận liền lao xuống, lôi ông ta vào trong phòng của mình và bắt ông ấy uống sữa. Thế nhưng lần này, thứ sữa đó lại không phải ở trong bình. Về phía Jess đã lợi dụng lúc người đàn bà không chú ý, liền leo khỏi chiếc lồng và từng bước rời đi, cố gắng không gây ra tiếng động. Tuy nhiên không may cho cô gái, lại vô tình đạp trúng cây thước đo dưới đất. Tiếng động khiến người đàn bà nghe thấy, liền nhanh chóng đuổi theo sau. Jess hoảng sợ bỏ chạy. Cô đập nát cửa thông gió để chui ra ngoài. May mắn có một người đàn ông da đen gần đó chạy đến giúp đỡ, ngay trước khi người đàn bà kia đuổi kịp. Ông ta sau đó khuyên Jess nên rời khỏi thị trấn này ngay lập tức. Chỉ cần đến khi trời vừa tối, người đàn bà sẽ ra ngoài và truy lùng cô. Lúc này điện thoại và chìa khóa xe đều để ở trong nhà, Jess không còn cách nào phải đi bộ rời khỏi đó. Về phía Jacob, tranh thủ lúc người đàn bà đuổi theo Jess, đã nhanh chóng bỏ chạy thoát thân. Bên dưới hầm ngục, ông ta tìm thấy một căn phòng. Đi vào bên trong thì phát hiện một ông lão đang nằm. Ông ta dường như đã ở đây từ rất lâu. Người đàn ông chỉ về chiếc tủ gần đó, trên đó có rất nhiều cuộn băng, mỗi cái đều ghi tên của một người phụ nữ. Jacob khi mở lên xem thì mới hiểu ra sự việc. Thì ra lão già này không ai khác, chính là chủ nhân của ngôi nhà trước đây. Khi ông ta còn trẻ, thị trấn này vẫn còn là một nơi đông dân cư và tấp nập. Người đàn ông trước mặt hàng xóm, thể hiện mình là một gia đình kiểu mẫu và đàng hoàng. Tuy nhiên không ai biết được, sâu bên trong hắn là một kẻ vô cùng biến thái. Mỗi ngày người đàn ông đều lái xe ra bên ngoài, tìm kiếm những ngôi nhà chỉ có phụ nữ, sau đó bí mật bắt cóc bọn họ mang về nhà của mình, nhốt bên dưới tầng hầm để phục vụ cho hắn. Jacob sau khi xem những cuộn băng thì không giấu nổi sự kinh hoàng. Ông lão sau đó bất ngờ móc ra một cây súng và tự kết liễu bản thân trước mặt Jacob. Trong khi đó, Jess sau vài tiếng đi bộ đã tìm thấy một trạm xăng. Cô gái nhanh chóng nhờ người báo cảnh sát. Tuy nhiên phía cảnh sát khi nghe câu chuyện của cô thì tỏ vẻ không tin, còn cho rằng cô gái chỉ đang tưởng tượng. Jess bèn quay trở lại ngôi nhà, yêu cầu bọn họ mở cửa vào khám xét, thế nhưng phía cảnh sát không đồng ý, do không có lệnh cấp trên. Jess không thể thuyết phục được bọn họ. Cô cũng không hề có giấy tờ gì tùy thân gì trong người. Phía cảnh sát sau đó đã nhanh chóng lái xe rời đi. Jess vô cùng tức giận khi không ai tin mình. Đợi đến khi trời tối, cô quyết định phá cửa xông vào nhà, lấy chìa khóa và khởi động chiếc xe. Người đàn bà nghe thấy tiếng động, rất nhanh chóng đã lao ra bên ngoài. Jess ngay lúc đó liền nhấn ga, tông thẳng về phía bà ta. Cú tông mạnh khiến người đàn bà bị thương nặng. Bà ta la hét một lúc rồi cũng bất động. Nghĩ rằng người đàn bà đã chết, Jess liền chạy xuống tầng hầm để tìm Jacob. Ông ta trong lúc đó đã lấy khẩu súng của ông lão và đang tìm đường bỏ trốn. Khi vừa gặp Jess, do bất ngờ nên đã vô tình nổ súng, khiến cô gái bị thương. Jacob thấy vậy liền nhanh chóng đưa cô gái rời khỏi ngôi nhà. Bọn họ ra ngoài thì phát hiện người phụ nữ đã biến đâu mất. Không có thời gian suy nghĩ, cả hai nhanh chóng bỏ chạy. Bọn họ sau đó tìm thấy một đài quan sát bên đường.
người đàn ông da đen lúc sáng bỗng xuất hiện, đưa cả hai vào trong ẩn trốn. Ông ta sau đó kể lại thân phận thực sự của người đàn bà kia. Đó chính là kết quả cho sự loạn luân của lão chủ nhà, cùng với những người phụ nữ bị ông ta bắt cóc. Bọn họ đã sống nhiều thế hệ bên dưới tầng hầm, để rồi sinh ra sản phẩm là một con quái vật đáng sợ. Tuy nhiên người đàn ông liền trấn an, bảo rằng cả hai sẽ an toàn khi ở đây. Bà ta không bao giờ biết được chỗ này. Vừa nói dứt lời, bất ngờ người đàn bà đã xuất hiện sau lưng. Bà ta lao đến ôm chặt lấy người đàn ông, sau đó bẻ gãy cánh tay ông ta, trước khi dùng chính bàn tay đó đập chết người đàn ông tội nghiệp. Jess cùng Jacob hoảng sợ liền bỏ chạy. Bọn họ chạy lên đài quan sát. Jess vì bị thương nên không thể đi nhanh. Jacob bỗng nhớ ra mình có mang khẩu súng trên người. Thế nhưng trong lúc hốt hoảng, ông ta lại lỡ tay đánh rơi nó xuống bên dưới. Lúc này người đàn bà đã đuổi ngay phía sau. Jacob bỗng nghĩ ra một kế hoạch. Hắn biết rằng bà ta luôn xem Jess là con gái của mình, thế nên liền tóm lấy cô gái, sau đó nhẫn tâm ném cô xuống khỏi đài quan sát. Người đàn bà nhìn thấy, không ngại nguy hiểm liền nhanh chóng lao đến chụp lấy cô gái. Cả hai sau đó rơi xuống bên dưới. Cú va đập mạnh khiến người đàn bà nằm im bất động. Nghĩ rằng bà ta đã chết, Jacob liền chạy đến đỡ Jess dậy. Hắn ta xin lỗi cô, vì bản thân không còn cách nào khác phải làm thế. Khi chuẩn bị đưa cô gái rời đi, bất ngờ người đàn bà liền tỉnh dậy, lao đến giữ chặt Jacob và nâng hắn ta lên không trung trước khi xé xác hắn ra làm đôi. Jess lúc này nhận ra người đàn bà đã thật sự xem cô là con gái mình, còn không ngại nguy hiểm cứu cô một mạng. Bà ta cũng chỉ là nạn nhân, từ lâu đã luôn mong muốn có một đứa con. Mặc dù vậy, thế nhưng Jess không muốn quay trở lại căn hầm đó một lần nào nữa. Cô nhặt lấy khẩu súng rơi gần đó và ra tay tiễn người đàn bà đi xuống suối vàng. Bộ phim gửi gắm một thông điệp rõ ràng. Một số người mặc dù vẻ ngoài là quái vật, nhưng vẫn còn đó chút nhân tính hơn là một số kẻ vẻ ngoài con người, nhưng bản chất không khác gì con quái vật. Bộ phim đến đây cũng đã hết. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem, hãy để lại bình luận bên dưới. Nhớ bấm like, đăng ký để không bỏ lỡ những bộ phim hay kế tiếp. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.